Em ơi, mẫu RCF X Max nghe có hay không? Dòng C Max sản xuất tại Italy thì chị không đủ tiền. Dạ vâng, đó là câu hỏi của chị Hương ở Biên Hòa khi đang lựa chọn bộ dàn karaoke sắm cho gia đình. Quả thực dòng C Max sản xuất tại Italy thì quá hay rồi, không có điểm gì để chê. Nhưng với dòng X Max của RCF thuộc phân khúc thấp hơn, nhưng đó chỉ là thấp hơn so với C Max thôi các bác nhé. Còn so với các dòng khác trên thị trường thì nó vẫn là một trong những mẫu loa cao cấp và chất âm hay. X Max thường được so sánh với series KP của JBL mà các bác biết rồi. Các mẫu KP cũng thuộc dòng top của thương hiệu JBL, nên X Max là một trong những series giá vừa phải, chất âm hay, hiện đang bán rất chạy tại Bảo Trợ Elec. Vừa qua bên em có thi công xong một công trình dàn karaoke RCF, bao gồm một đôi loa RCF X Max 12 bát 30, vang số JBL VX8, micro BCE VIP 3000 và cục đẩy BIK VM820A. Với combo trên, có thể chơi thoải mái căng tiếng cho không gian 30-50m2. Chị Hương một thời gian nữa sẽ ghép thêm súp vào để chất âm lực hơn nữa. Còn giờ thì tài chính đang hơi căng nên chắc sẽ để 1-2 tháng nữa. Sau khi test xong, chị Hương và gia đình đều cảm thấy rất ưng ý với bộ dàn karaoke RCF mình vừa chọn. Bác có thể thấy trên màn hình, bên em đã thi công rất nhiều các công trình karaoke gia đình sử dụng loa RCF dòng X Max 12. Có thể thấy, đây là một trong những sản phẩm thuộc top bán chạy của Bảo Châu Elec. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử chất âm của combo RCF X Max 12 ngày hôm nay nhé. Lạy bên với anh, lạy đây bên anh. Hãy nói ta luôn yêu nhau, tình ta chẳng đổi mãi đâu. Hãy nơi em không xa đi, cho anh còn buồn chia ly. Lạy bên với anh. Em hãy nhớ nhé, hãy không quên đi từ đâu mà tôi lên. Các bác muốn test hoặc mua sắm dàn karaoke gia đình, vui lòng liên hệ em Duy 0866693631 để được tư vấn nhé.